cuối tháng mà lấy tiền còn trông cháu bốn bên nữa anh Thăng ạ. Biết rồi. Sao chú bảo là em có vòng mắt? Anh lớn. Có mà đi xuống một kia nó bảo sao anh có vòng mắt sao không được? Lavabo của anh Khang màu hồng cơ. Livo Lavabo. Tên mới. Không muốn nói nữa. Chán luôn. Quay luôn. Vợ còn biết là hôm nay đi làm. Chứ không phải là đi chơi. Xin hãy. Chuyên. À. Ok chưa? Livo chưa? Được chưa? Cái này bật một phát kẻ vạch giống như bàn cờ. Dự án ở trong Đà Nẵng lắp ráo này, xong bắt tét cả heroin. Ừ, đúng rồi. Kinh vậy. Tét thì tét chứ mình có đóng miệng rồi, chứ luôn không không chuyện bất tốc. Cái đấy cho an toàn, ban an toàn nói mà. Tét nước tiểu là xong mà. Ừ, nó dự án đấy nó tét đấy là kinh hả? Vâng anh ạ, anh ơi anh qua đến công ty chưa ạ? Vâng. À anh gần về đến đây rồi đúng không ạ? Vâng, tại em gọi anh Huy không được, em sợ anh về thì anh Huy đi mất. À vâng, ok ạ. Anh Huy đem ra đây. Anh nắp người rồi. Anh đi gì đấy?
xin lỗi. Cô bảo Hà Nam mình cũng đi vô lại được lên từ chiếc 30 giây. Thế á? Đang định bảo là cho em 2 lít tiền công diễn viên. Tên thằng này nó cầm camera nó chạy bố mất. Đều đen thôi. Xin báo Hà Nam. Là ra vô. Có phải như cơ khí đâu cần chính xác. Em yên tâm, mắt thường mà. Cho nên là họ không thể nào kiểm tra vắt thước cho đâu. Em biết cái câu này chưa? Ừ, toàn này đi xây lại. Kia đấy. Em. Anh nào? Em biết cái câu đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người. Nghe chưa? Đừng nhìn cơ sở vật chất mà đánh giá cái tiềm lực bên trong. Em thấy toàn ô tô xếp làm gì có xe máy đó. Chờ đấy. Đấy là con anh mới làm. À em không anh không làm. Quá trời luôn. Lên này lên thật cả. Không. Tắt quay cho mày không? Trời có đất quay ra. Kia xuống. Này, quay đầu ngược lại. Trời đất. Này như vẫn này có ngày nó bắt đề tiền đấy. Không cứ phải làm 2 3 lần nó mới nhớ lâu. Nhưng đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Chống mà. Không, không có cái BCK là cái chiều ấy xuống là đúng. Em lắp cái kia trước đi. Thang đi từ đây lên luôn. Từ đây lên. Lắp khác thì bảo bọn nó là hôm nay ta đi ra ngoài ta xem không khí rồi cũng buộc phải lắp luôn này. Không, đang cái chiều đấy hôm nay lắp tay nó khác. Nó để nó 88 à. Không, nó lắp khác. Mũi. Mình phải kéo lắp
cũng mặt chống kéo rất nhiều đấy. Bật chuông, thật chuông. Đặt nó vào, đặt nó vào đấy chưa? Đặt nó vào. Ok đấy, thấy hết rồi đấy. Đằng nào tí nữa cho phải lắp kín rồi, chúng ta một hàng làm gì? Ừ.
lỗ 2 đấy. Hai lỗ nào? Hai phải lỗ 4. Thế xe phải vẽ nó nhìn thấy lỗ mà. Nhìn thấy kia. Nhìn được ra đây. Zoom bản vẽ kia là thấy mà. Zoom bản vẽ kia. Bản vẽ kia đấy. Em búa đi nhật tinh anh, búa đang ở mắt đấy, lại chồng ăn vẽ, nó lắc rồi, thao luôn. Một hai ba bốn năm lỗ. Sai nhật với nhanh. Thế là một hạt loài hai lỗ. Một bốn hai bảy à? Ờ hay nhầm. Nó có phải là một một tám ba chín đâu? Đất một ba mà cháu một ba mà. Một bốn hai bảy ra. Cho anh một cái nữa em ạ. Không lắc nữa thì bảo nhé. Quay 4 chiều khác nhau à? Hả? Từng chiều... Bạn vẽ như thế nào? Bạn vẽ từng chiều đúng không? Có vẽ có hai mặt gì đâu. Hai mặt thì từng chiều nó vẽ từng chiều. Không, không. Cái để ở đây không có. Em nhập Cái gì có bảo anh.
Có gì? Đây
Đây, mày đây rồi. Đấm chưa? Ô
nhìn thấy ra cái bài như thế nào mà hai lỗ rút ra đi. Rút ra một đứa nhá. Nào, còn bao nhiêu cái để đưa hết lên đây em xếp cho nào. Có hai đấy, ba đấy, kéo kéo một. Để em bắt kích nha. Bốn cái nhân đủ chứ nhỉ? Hát lò hết nha. Một cái nữa. Hết thì chắc. Cho anh em bốn cái ống đi luôn nhá. Anh đưa rồi đấy. Ống gì thế? Ống nhỏ ống 15 cân đi. Tên lửa, tên lửa. Bắt kích. Chưa, tập kích đi sao? Nhưng tao vào đấy đi, tao chỉ lấy luôn mà thế. Cho chú bảo đưa lên kẻ cả trên đấy. Cái chân ở dưới thì gì nhưng mà sao chú bảo em cân bằng bằng mắt
giờ nắng nó chói. Mày à, sáng ăn được bát gì thì giờ còn cái nịt. Giờ này nó chói rồi, không cân bằng mắt được nữa. Giờ này cân bằng mõm. Công trình này khách nợ cũng đã lâu. Thank you.
4 cái này đủ đấy. Thank you.
cái nữa mà. Thang này còn để làm gì không hay là xuống tháo luôn nhỉ? Thank you.
Thank you.
Mẹ rõ ràng đang ở Cổ Nhuế vào Sài Gòn. Lắp bộ giáo thử tải nhé anh em nhé. Tải bộ giáo thử tải. Thu nhập từ Facebook với lại YouTube à? TikTok. Đấy, bắt chuông cái dưới đây. Bắt chuông cái dưới đây này. Không, dưới. Đấy, dưới nữa, tí nữa. Đấy, đúng rồi, chỗ đấy. Bắt đúng cho em nha. Đúng rồi, chỗ đấy. Ở đấy thì nó lại không thể hiện ấy. Đây. 4 mét bao nhiêu? Đâu nó có thể hiện vô bao mấy mét đâu. Đấy, từ tính thanh rằng này anh này. Em biết rồi, tức là anh nhìn theo thực tế thì như này. Nhưng vấn đề này ở trên bảng vẽ nó không có dim là từ trên đỉnh. Không cần, mình tính cái rằng kia là nó 30 phân anh rồi. Anh bảo là anh đưa cho nghe cái trước để anh kéo xuống. Không cần thiết đâu, cứ tính cái đấy rồi. Đấy, chỗ đấy đâu. Nó trên cái rằng thứ 3 đây. Thứ 3 từ giữa trên xuống đi. Chống lật thế mà. Đúng rồi, chống lật 4 phía là đúng rồi. Cái này nhá, thử tải nó bắt này ra ngoài kia mặt bằng không có kiểu gì chả tháo bớt mà. Mặt bằng nó còn hơn thế này. Rồi nâng lên đi. Được. Một người nữa.
Nừng có mỗi hai thanh tít này lên mất mẹ lứa đẻ. À xem cái chân kích này có phải có tăng lên bao nhiêu phân không? Ôi mẹ. Cái nền đất đấy em, cái nền nó bị ấy. Ui. Đè thấy thì đúng không thấy không bạn thấy bạn được. Bà thử bứt quả này mà không với được. Mẹ cần phải có kinh nghiệm. Phải nói là đúng người 1,5 triệu một ngày làm nó khác bọt với 500. Đây này, cho ra cái bãi này này. Mưa cho nó mát. Hay là đánh đi vô Khang. Hôm qua sếp xuống 319, ông bảo là bắt kim tường sau chỗ 3 span, chỗ 2 span cũng phải bảo à. Bắt thế nhưng mà bão nó đã chết, bão số 3 nó đã chết rồi. Này muốn thẳng này phải làm luôn cây 6 mét luôn. Cây 6 mét nhưng vận chuyển đấy anh. Cái xe vận chuyển của em nó không vừa. Cái xe nó bị cấm đường nên là chỉ chưa mới được vào đúng không? Em phải cho xe bé đi để nó đỡ cấm đường. Công ạ. Đến bây giờ là 1 giờ 12 phút rồi. Livestream 1 tiếng 12 phút rồi. Ừ. À có nhận anh ấy kim đâu, trả cho anh đây nha. Đây này, chuyên gia ngày 1,5 triệu này đang ở trên mái phải lao xuống để lắp thay cho công nhân 500 ngày. Đây lương ngày đây, công nhân 2 triệu một ngày, công nhật này, công nhật 2 triệu một ngày, công nhật lương ngày 2 triệu một ngày. Ông này lấy công nhật lấy ở chỗ cầu gầm cầu chỗ chợ bưởi. Còn đây là công nhật này làm tạp vụ rồi, bí quá là phải lấy. Bắn này bố thế nào bắn thẳng được. Bắn phản được
mày quá có súng. Ê xe bạn ốm. Thế thì ông về lấy cái bác Yến ơi. Thế thì ông bảo về lấy chứ. À bọn Hà Nam nó tháo hai bộ giáo đấy chưa nhỉ? Ông Việt bảo là em hỏi ông anh ra rồi, bảo chỗ đấy vẫn ngon chân mật đâu. Công ty vẫn đi làm. Ông là ngày ơi. Ông ngày ở ngoài đấy là ngày 5 năm à? Ông có theo ông này đi lắp giáo không? Ông chuyên gia này này. À nhau lắm à. Không thấy một là chưa, không được ăn cơm đâu mà cứ ngồi đấy là một năm trời. Quay cái gì? Quay. Đem cầm nó à? Chặt vào để dựng clip. À, nào. Tắt tiktik đi. Cầm cái chim đi nào. Giờ đi găng tay ạ. Này, xem live stream với em không mất quay rồi đừng có quay em. TikTok. Ôi ngay cái công trình này thì anh ký với cả Atat Đồng Nai ấy. Công trình này khách nợ cũng đã lâu anh cũng chưa biết cái hợp đồng ấy. Có đó. À hợp đồng nó có ghi chữ Atat Đồng Nai thì có đúng rồi. Đúng rồi, có Đồng Nai em làm hợp đồng mà. Nhưng mà Atat Đồng Nai bên em lại chưa làm bao giờ. Cũng như là làm một thôi mà. Ấy. Cứ 3055 là được. 3035 sao? 3035. 3035 nhá. Chém như thế thì cây kia sao chém được? 3035 là không đủ chỗ đâu anh ạ. Tiếp 3 mét à. Đi ra đi. Xoay trên kích ra có đủ không? Đây 3 mét đây. Thế thôi, ok đi. Em cần anh nhé. Rồi, rồi, rồi. Đấy là tip của anh nhưng mà không ấy, không phải là nó thiếu. Anh nói là phải chuẩn. Tip của anh nó không đủ dài để ra tới đấy. Đúng không? Ok nhé, em tập nhé. Không có anh đấy, bắn đi chứ. Cái này còn đợi em xuống. Dạ. Không không anh ạ, khách tự lắp. Mình hướng dẫn, mình hướng dẫn.
Không, thoải mái này. Nó lại không thẳng với chân kia. Đây, đây, như thế này này, chỗ này. Anh ngắm đi, ngắm cái chiều kia cho nó thẳng vào đi đã. Chiều kia tít bạn, sao tít nữa, xoay vào. Xoay vào, thế là sao bắt cây dưới chân. Đây, như này. Có biết thế à? Đồ má Sài Gòn. Đủ chưa? Anh đủ chưa? À tôi quên, 3 mét rồi. Quên hả? Quên thằng đầu đi khỏi khỏi. Thằng cầm vui. Đủ chưa? Nếu mà nói, mà rõ ràng mình là ông bà tố. Nè, chịu chết rồi. Ôi. Được rồi, hai tí tí mà lên. Lôi hết lên rồi. Cao lên được rồi, bắt mất đấy. Đấy, dưới này nè. À, chúng ta lại không bằng nhau, cứ đi về hạ như kia thôi. Cao hẳn mẹ như kia này đi. Ừ. Để lấy cái kia là muốn cầu thang lại không vào được. Cho chân đi em. Đúng rồi. Đấy, đấy. Chân, đẹp. Quan khách các quốc gia rồi đến giờ mình lên xe, tôi em được chưa? Quốc gia này các bạn ấy tổ chức đấy, tôi em trực tiếp đúng không? Chiều nó ra nó bảo là sao cái chiếc mày mới vẫn như kia. Nó bảo là tao cầm đấy, sao nó thẳng cơ mà. Đến này này. Đây là chú chim. Đây là chú mày ngoe đây. Đó đây, ngắm lên lại đi. Còn cái gì đâu anh? Còn gì đó? Anh tháo đồ đội em. Xong rồi đâu? Đáng lẽ là các anh phải đưa mấy người ra từ đầu để nhìn đã cách lắp. Để nhìn cách lắp hôm sau mà lắp. Đáng bật không an toàn, hấp dẫn lắm. Ok chưa? Đáng gì lắp này, lắp thuốc gì. Đấy nha, bàn giao cho anh nha, quay phim cho bảnh hay là gì lấy tư liệu rồi dùng, lấy sau này được mà làm. Nó chỉ có như thế này thôi, nhìn rất là dễ. Thì bằng nhau, nó khó mất cái chéo này để nhìn thì rất là dễ, nhưng mà đắp xong thì không đi không lắm được cái nào cả. Quan trọng là cái chéo này thôi. Đâu có cái nào đấy. Cái chéo, cái chân chéo đấy, anh nhìn thấy cái này dài bao nhiêu lỗ. Anh ấy nhìn, thì... em ơi rồi. Thế đây bên em có hướng dẫn mà. Đây chuyên gia kia nhá, sẽ hướng dẫn anh. Ra mà ngó nghiêng đi. Cho anh đi đấy. Anh hướng dẫn này. Nhà anh hướng dẫn à? Chỉ định luôn. Tuyệt vời. Chỉ định luôn. Chính ra tới kia tới kia. Đo thì chả đo, cứ tới chính luôn. Chỉ nó lại dài hơn nữa. Ôi. Anh nào mắt chuẩn lắm em bảo như thế à, bằng như thế. Bên anh hơi cao. Được chưa? Sáng nay mà chơi chống cái gầm 40 tấn đấy. Ôi giời, lại chưa biết rồi. Chưa biết cái này rồi. Bây giờ ai chơi game bảo đúng không? Bên em còn chống 500 tấn mà. Anh nhá. Yeah.
Động vật quý hiếm. Thế giờ một gánh có 40 tấn thôi này. Nếu thế thì bảo là sếp là cho một cục đô múc như thế, nó chơi cho 240 tấn. Nào, dưới kia lên. Giờ mình để anh thở tí nào. Thở. Để anh cho mấy cái bao quả nhé, cho nó bay. Ok. Ý là đứng xoay. Bây giờ bắt cái kiểu ống ngoài này bắt sao? Cái gì kiểu bắt. Kết thúc like nhá. Hay vẫn like. Đây thì anh cầm cho em này. Anh rảnh không làm gì cầm like cho anh Trung hộ em à. Ok, nhất trí, cái đấy đơn giản. Đây. Thế bây giờ anh hỏi cái thằng vẽ là mày vẽ thêm giá lắm. Đây, bây giờ nó ra nó phải thực tế chứ vẽ một. Các oppa bảo phải dựng thêm chồng giám luôn đấy. À, tính ra đấy là phải đúng tầm đấy. Đây. Cái này đúng kiểu ở Samsung là dựng thêm chồng giám luôn. Ừ, cái này khác Nghi Sơn. Ngày xưa làm ở LG với tay đó. Đó, một con thùng. Nghi Sơn đây làm cho đội nào? Đó. Nghi Sơn làm được nào? Chính á. Samsung có đội của Phú. Không, Nghi Sơn đây là Nghi Sơn đó. Hỏi làm người nào thì mình biết được không? Toàn đang đi chống bão em ạ. Đang đi ngoài đi xử lý hậu quả. Anh đang đi anh lột mấy tờ tôn. Ở trên này hết, ở trên công trường hết, nhưng mà đang dưới Hải Phòng. Gọi điếc lên đội phó đội giáo của Nghi Sơn lên. Đấy vừa nãy bọn anh vào cái này nó chỉ đằng sau kìa. Thế à? Nếu mà mở cái cửa kia đi vào được. Cái cổng to người ta không vào, người thích đi được cổng đường bé làm gì? Thì nó chỉ đến cái cửa đây thì đến đúng cái cửa làm gì nữa. Đúng rồi, thì em định vị ở trong này mà. Nó có một cái cổng đóng rồi. Anh Đông có quay phim chụp ảnh gì ấy đi. Và sao mới được mà làm? Lúc ấy nhìn lại lướng à, lướng ngơ. Làm phải đúng đấy nhá. Biết làm rồi gì? Thẳng vuông bên này rồi. Kích trên kia thế. Đây. Nó là ở trên đấy. Kích đấy gọi là để dự trù thôi, dự phòng thôi. Kích không dùng tới đâu. Anh Sơn này hình như là trong bản vẽ ở đây nó là ở công trường nó thêm cả 4 con M10 đúng không? M là 4 chân kia, M chân kia. Chân kia, chân này. Chân kia. Chân này để tí kiểm tra lại chân này, không biết có kê gỗ của anh không? Tiến Anh ơi, bản vẽ chân này có kê gỗ mát không? Nó thử có cái giống như anh thấy là nó có 4 con M10 nhưng mà anh không biết. Vâng, thì em đang không rõ là chân đấy, chân trong hay chân ngoài đấy. Không, không kê gỗ gì đâu anh. Đây, chỗ này nè. Chỗ này hở à? Hở đây, anh nhìn hở này. Ờ, à, thế còn 4. Nếu mà có thì đã phải hát trinh vẽ gạch gạch vào. Không. Chi tiết không có. Cái này là mỗi chân đứng thôi đúng không? Vâng, cái này là chân đứng thôi. Đây này có tay ngang của cây này, cột anh, này. Anh biết rồi. Đấy. Có chân đứng chỗ này là không kê gì à? Vâng. Mẹ nó chưa. Mày có sợ nó trượt không? Không trượt được đâu. Chưa cả chân luôn. Không có chân gì đâu. Mà trượt được đâu anh ạ? Rút ở cái chân giáo chính luôn. Vâng. Đã giữ rồi. Cùn nó giữ hai đầu rồi. Không có thì đưa cái chân đi vào gì. Cái này thì lấy đi lấy kia mấy bên à luôn thế này. Này em tắt cho anh cái. Cho không ấn được ta. Em không biết, điện thoại này không phải của em.
hình như không phải, đấy là em cũng không biết đâu.